Ơi, Trường xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đã quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay bữa giờ mình kêu là không nào mà nó nở rộ thì sẽ quay cho anh em xem. Mà mấy ngày vừa rồi, hôm mà nó nở rộ, gió lớn quá anh em, gió lớn nó rách lá, rách bông hết anh em. Khu mình hôm rồi qua trận gió kiểu bão vô. Cây này thì nó bắt đầu nở từ hôm ngày 23 tháng 10 âm lịch nha anh em. Thì hôm nay là, đây mình có soi điện thoại đàng hoàng nhé. Hôm nay là ngày như thế. Đây anh em, hôm nay là ngày mồng 6 tháng 12 dương lịch, nghĩa là mồng 6 tháng 11 âm lịch. Thì rơi vào là từ hôm bắt đầu nó nở tới hôm nay là xem nào, là thành 14 ngày rồi anh em ơi. 14 ngày, đến ngày thứ 7 thì nó nở rộ. Tầm ngày thứ 7 thì từ hôm 23 đến ngày 30 nó nở rộ anh em. Rộ nhưng mà khu hôm đó thì gió hơi nhiều, quay cho anh em xem cũng được. Hôm nay thì nó cũng còn lác đác thì mình quay lại cho anh em xem tham khảo nhé. Bởi vì mấy anh em nhắn tin là kêu sao không thấy anh quay khi nở rộ. Thì đây anh em, hoa này thì nó vẫn như thế này anh em, nó vẫn như mọi khi thôi. Nó tầm này, cây này thì nở được 2-3 hôm rồi. Dòng này thì nở 3 ngày bắt đầu mới tàn nha anh em ơi. 3 ngày thì tàn. Và loại này thì có bông thì nó rụng cánh, và có bông thì nó rụng luôn cả cái nhị này, rụng luôn cả cuống này anh em ơi. Tức là nở lâu, những cái cây nở lâu. Thì nói chung thì ở khu mình á, chơi mai thì nó khác khu vực của tất cả anh em, nó không giống khu vực vùng nóng nha anh em. Khu mình nó nở rất là dai, bởi vì nó nở chậm anh em. Khu mình nó lạnh, nó nở chậm. Thì thường có thể như cây này này, mình có thể nói chia sẻ anh em này, như cây này nó có thể nở tới hôm nay là mùng 6 hả, nó có thể là nở tới rằm anh em, nghĩa là rơi vào nở khoảng tầm là 20 ngày đến 25 ngày trên một cây mai như thế này, bất kỳ cây mai nào, bất kỳ giống mai nào luôn, chứ không cần trừ trường hợp là những cái giống nào mà nở quá mau tàn thì không tính nha. Còn đối với các giống bình thường thì nó có thể, ở khu mình nó có thể nở lên tới là 20 ngày trên 20 ngày. Bởi vì thật ra mà nói thì khu mình nó nở, thời tiết đang lạnh, nó không nở đồng bộ. Thì anh giống như là anh em vẫn để ý là bây giờ nút nụ xanh mình vẫn còn đây này anh em. Cây đây là cây mới ghép nha, cho nên nó bắn tược hơi nhanh. Còn đối với những cái cây mà ghép lâu thì nó sẽ không ra tược nhanh như này được anh em, bởi vì nụ nó nhiều. Còn cây này thì cả, anh em nghĩ cả một cái cây to đùng thế này mà nó nuôi đâu có mấy chục cây, vài chục cây nụ, trăm cây nụ thế này thì nhung nhựa gì đâu. Cho nên là nó bung lá rất là nhanh nha. Thế còn cánh hoa các kiểu thì vẫn như bình thường. Ở khu mình thì nó vùng lạnh, cho nên là cái hoa mai của mình kể cả nở cỡ nào thì nó sẽ không to bằng hoa mai ở các khu vực miền Nam hoặc là các khu vực nắng nóng nha nha. Đây thì hình ảnh và cây nó thực tế như thế này. Còn đây là bông rin, bông rin của mai phôi miền Tây đây nha. Phôi miền này, phôi miền Tây mình mua bông rin đây. Cây thì nó nứt mầm ra bông rin. Thì cây này thì đây anh em, quay cho anh em xem tham khảo. Rồi anh em là ưng giống này thì alo, mình có cây giống cũng có bo, cái gì cũng có. Còn đẹp xấu thì tùy anh em lựa chọn xem thử là có loại nào phù hợp. Còn dòng này thì mình xin chia sẻ anh em là dòng này nó mạnh cực kỳ, nói chung là độ phát triển của nó mạnh cực kỳ luôn. Đây hoa nó đây anh em, hoa này là mấy cái hoa lép lép ở trong này. Đó, thì anh em thấy hoa lép lép thì nó rơi vào cái đây rồi. Búp đỏ này các thứ là đầy này anh em. Và ngoài thì ra lộc đỏ. Đây tổng thể toàn cây đây nha anh em ơi. Quay cho anh em xem tham khảo, chứ không anh em kêu bị sao mà không thấy quay, bởi vì hôm vừa rồi nó gió anh em. Hôm ngày 30 là bắt đầu nở rộ, tức là 7 ngày sau khi mà có vài bông nở là bắt đầu nở rộ. Thì hôm đó thật sự là nó gặp gió ghê quá, gặp gió rách hết lá anh em. Cánh hoa thì bây giờ rụng cũng tả tơi này. Hôm rồi giặt mấy trận gió là bắt đầu rách hết lá này, lá này ra rách hết, bị gió mạnh quá anh em, nó bị vậy. Rồi tổng chào toàn thể quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Thì anh em nào chưa có giống này hoặc hợp nhãn giống này thì liên hệ alo trực tiếp cho mình. Đây là hoa vùng lạnh nha, hoa vùng lạnh chứ không phải hoa vùng nóng nha. Hiện giờ đang là 8 giờ sáng mới có hoa nở từ ngày hôm qua này nhé, qua hôm kia gì rồi. Hiện giờ đang là 8 giờ sáng ngày mồng 6 tháng 11 âm lịch. Đây anh em. Đây hoa đây nha. Hoa thực tế đây nha anh em. Đây, cái này thì mới nở đây. Đây anh em. Nói chung là hoa nó thế này. Bởi vì vùng mình là vùng lạnh, nó nở thế này, nhị thì cũng khá đẹp anh em. Nhị khá ok này. Đây, anh em cứ để ý kỹ nha. Dòng này thì khá thơm, bởi vì đối với dòng mai thì cứ cái hoa nào, cây nào, giống nào mà nhị lớn thì hoa nó thơm thôi. Rồi xin tổng chào toàn thể quý vị, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.